Tin khẩn cấp, tin khẩn cấp. Tối nay sẽ có Huggy Wuggy Dung Nham xuất hiện. Quý vị ở nhà hãy xây dựng rào chắn cẩn thận cho mình, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Hãy ở yên trong nhà và đừng ra khỏi nhà như tôi. Ôi trời đất ơi. Ơi, mọi người thấy gì chưa? Sắp có Huggy Wuggy Dung Nham tấn công. Nó phun lửa vô ông gì nhà báo xong rồi ông đi luôn rồi. Cháy ổng là ổng thịt kho luôn. Trời trời, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta phải nghe ổng nói là chúng ta phải xây dựng ngôi nhà an toàn để mà thoát khỏi những con Huggy Wuggy Dung Nham đó các bạn ơi. Trước khi nó tấn công tụi mình, bây giờ ta hãy bắt tay vô làm luôn trước khi là mọi chuyện quá trễ. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, theo tao. Theo tao đi thôi. Được rồi, anh em sẵn sàng chưa? Lần này chúng ta sẽ xây cho mình căn nhà, sau đó mình sẽ xây những cái vũ khí xung quanh cũng như những cái bảo mật xung quanh. Chúng ta sẽ xây theo linh vật của mình nha. Ví dụ như Tô Gà Tiên Di thì mình sẽ xây con gà, Jack VN thì Jack sẽ xây con cáo, Abi thì sẽ xây con cừu, còn Tàu Hủ thì sẽ xây con Tàu Hủ. Làm gì có con Tàu Hủ? Làm gì có con Tàu Hủ ta? Chết rồi. Ôi vậy Tàu Hủ phải xây là một cái cục Tàu Hủ nha các bạn. Trời ơi các bạn thông cảm, tại vì Tàu Hủ nó không có linh vật gì hết trơn, nó là một cái món ăn thôi các bạn ơi. Nhưng mà anh em nha, hãy nhớ là chúng ta có thời gian giới hạn, là chúng ta phải xây nhanh lên trước khi là những con Huggy Wuggy Dung Nham nó xuất hiện. Nghe chưa, hiểu chưa? Được rồi. Xây con heo được không? Không được đâu. Được rồi, bắt đầu thôi. Ok, là bây giờ mình sẽ xây, bắt đầu xây cái đầu của mình các bạn ơi. Chúng ta sẽ cần xây một cái đầu gà. Mỗi cái căn nhà an toàn khác nhau thì sẽ là có những cái con khác nhau. Bây giờ để trước thì mình sẽ xây cái đầu gà đó các bạn. Được rồi, gà ơi cho tao coi mặt của mày cái coi, để tao biết tao xây coi. Ok, hiểu rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ cần một cái miếng ngò đỏ đỏ ở dưới này. Đây. Ok, sau đó chúng ta sẽ xây cái này lên. Tên, xong cái nhà mình rồi các bạn ơi. Đây chính là cái một cái nhà an toàn. Mặc dù các bạn chưa thấy nó an toàn đúng không? Tại sao nó an toàn? Thì chúng ta sẽ phải xây thêm nhiều những cái thứ mà để cho cái đường đi tới cái nhà này thiệt là khó chứ không phải dễ, để cho những cái con Huggy Wuggy Lava đó nó không có thể dễ tới. Bây giờ trước tiên mình sẽ xây những cái cửa ải, những cái thử thách để mà dành cho những con Huggy Wuggy đó, để cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn nè. Các bạn bình thường các bạn hay thấy chúng ta xây nhà an toàn, chúng ta sẽ sử dụng lava để mà bao quanh cái nhà an toàn của mình đúng không? Chứ lần này chúng ta sẽ sử dụng nước thay vì lava. Các bạn biết tại sao không? Tại vì đó chính là Huggy Wuggy Dung Nham mà, nên tụi nó chắc chắn sẽ sợ nước, chứ mình để lava vô nữa thì chắc chắn là tụi nó sẽ không bị gì rồi. Ok, bây giờ mình sẽ xây một cái khúc nước ở đây để mà cho tụi nó không có thể vượt qua được, mà qua đây tụi nó sẽ bị mất máu. Và hơn hết, mình đã bao bọc cái hàng rào của mình rồi, để mình bắt buộc những cái con Huggy Wuggy đó nó phải đi qua từng thử thách của mình, nó mới có thể tới được cái nhà cuối cùng của mình. Và bây giờ mình sẽ đặt thêm những cái thử thách khác. Trước tiên mình sẽ cho thêm gai vô đây nè, thiệt là nhiều gai, để cho tụi nó đạp vô tụi nó sẽ bị mất máu ha. Không thể nào mà bước tới được cái căn nhà gà đằng kia của mình đâu. Và xíu nữa mình sẽ cho càng nhiều thử thách nữa. À, các bạn cũng đừng quên chấm điểm cho mình, cũng như là chấm điểm cho tất cả những cái nhà an toàn, xem thử đứa nào xây được cái nhà an toàn xịn sò nhất cho các bạn. Trước tiên chúng nó phải bước qua cái gai kia đã. Sau đó một thử thách tiếp theo hay ho hơn, đó chính là tụi nó phải đi qua cái mê cung lá này các bạn ơi. Đây, mẹ bây giờ mình sẽ xây dựng một cái mê cung để cho tụi nó không thể nào mà biết được cái đường vô là hướng nào, và chỉ có mình biết là hướng nào thôi. Trời ơi, cái này mà kể cả thằng Jack, Tàu Hủ hay là Abi gì tụi nó cũng không biết đường vô luôn á. Trời, được rồi, mình sẽ xây mê cung nha các bạn. Xong rồi các bạn ơi, mình đã xong cái mê cung. Trời, quên làm đường vô đó, đường vô cho đây đi. Đó, đây chính là đường vô mê cung để mà dẫn tới căn nhà của mình. À, mình sẽ đập thêm mấy cái đường bên này. À, những cái con Huggy Wuggy Lava sẽ bị loạn và sẽ không biết đường nào chính là đường đi tới căn hầm, mà tụi nó sẽ bị quanh quẩn trong này. Trời ơi, không biết tụi bên kia nó có nghĩ ra cái trò này hay như mình không các bạn nhỉ? Bởi vậy các bạn thấy mình xây hay thì các bạn đừng quên cộng điểm cho mình, cộng cho mình điểm quá trời nhiều luôn nha các bạn, cho mình 10 điểm luôn nha. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ bay lên để mình tiếp tục cho cái thử thách tiếp theo thôi. Hồi nãy là mình đã làm sẵn cái nước cho những con Huggy Lava rồi. Bây giờ mình sẽ thêm một thử thách mới. Đó chính là để coi mình sẽ cho thêm thiệt là nhiều tơ nhện để có thể cản bước được những cái con Huggy Wuggy Dung Nham đó nha các bạn. Cho thêm thiệt là nhiều tơ nhện, tụi bay sẽ không thể vượt qua được cái hàng rào tơ nhện này đâu. Để coi còn thêm cái gì nữa không. À, mình vừa nghĩ ra một cái rất là hay các bạn ơi, đó là những cái mũi tên này. À, mình đã để cho những cái mũi tên trong máy bắn này, mình chỉ cần dẫm lên cái tấm áp lực này thôi thì những cái máy bắn này nó sẽ bắn lên đó như này. Rồi mình đặt hết cho các bạn xong rồi mình sẽ review cho các bạn một lần luôn nha. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn coi này. Đây, mình đi vô thử đây. Đó, nó sẽ bắn lên đó, bắn lên xong rồi mình sẽ bị mất máu. Trời ơi, mũi tên nó còn rớt xuống dính đầu mình. Trời ơi, mình thiệt là thông minh quá mà. Và một điều không thể thiếu khi mà xây nhà an toàn, các bạn có biết đó chính là cái gì không? Đó chính là laser các bạn ơi, hay còn gọi là laser. Để mình sẽ tạo nên một cái nón laser cho cái con gà này luôn. Mình sẽ không làm laser của bắt như thằng Jack đâu, mà mình sẽ làm laser như thế này nè. Đây các bạn nhìn đây, chắc chắn các bạn sẽ thích cái này luôn. Nhìn nè đó, mình sẽ đặt một dãy laser như thế này các bạn nhìn này. Ôi ôi, nhìn như là Superman chiếu xuống vậy đó. Bố con nào có thể vô đây được. Trời, rồi được rồi, bao quanh cái chỗ này luôn. Đây 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 đây
đây làm thiệt là nhiều, làm thiệt là nhiều. Trời ơi, laser là miễn phí mà các bạn ơi, ngại gì mà không đặt xung quanh để mà những cái con kia nó sẽ không tấn công được nhà của mình. Đây rồi các bạn nhìn nè, xung quanh cái nhà của mình đây là laser rồi. Bây giờ thì đố ai vô được đây. Nhưng mà không được, như thế này thì còn tầm thường quá, mình sẽ phải cho thêm là nhiều thử thách, biết đâu những con hất gì đó còn mạnh hơn thì sao, đúng không các bạn? Mình vừa thêm một thử thách nữa, đó là những cái quạt máy này các bạn ơi, chỉ cần đi vô chúng ta sẽ bị thổi bay lên. Trời ơi, mình thấy nó có gì đó sai sai. Nếu mà bị thổi lên như vậy thì lỡ nó vượt qua được cái thử thách này đơn giản thì sao? À, mình phải nghĩ cách khác thôi. Đây rồi, mình sẽ đặt ở trên này là những cái gai đâm để mà khi chúng nó bay lên tụi nó sẽ bị gai đâm chứ không thể mà bay qua thử thách như vậy được. Đây như nè. Đó là những cái gai nó sẽ mọc ra để đâm những con hất Yugi kia. Ây, từ để qua coi thử tụi nó đang làm cái gì. Ồ, hình như đây chỉ là cái nhà của con giác các bạn ơi, cái đầu con cáo kìa. Ui, còn Abi đây nè, bên này tụi nó đang xây những cái thử thách nè. Ôi trời, thằng cậu làm con gì gớm quá vậy trời đất ơi. Nhưng mà nghe nói hình như là hất Yugi sắp tới rồi, nhưng mà những cái an toàn của mình làm còn chưa xong mà không biết tụi nó xong chưa sao rồi nữa. Ê, tụi bay sắp xong chưa vậy? Chưa xong. Trời ơi, chưa xong nữa, hất Yugi sắp tới rồi đó. Hình như nó có nhiều đợt lắm, mỗi lần mình nâng cấp sau đi. Ôi các bạn ơi, các bạn hãy sẵn sàng cho đợt hất Yugi đầu tiên sắp tới rồi các bạn ơi. Ôi các bạn thấy chưa? Ở trên màn hình của mình đã hiện ra bốn thanh máu của bốn ngôi nhà, nhà Toga, nhà Chắc Vien, nhà Abi cũng như nhà Tàu Hũ. Cái đó chính là cái thanh máu của nhà, nếu mà bị tấn công quá nát cái máu đó sẽ giảm dần cho đến khi chết cái nhà là thua luôn đó các bạn ơi. Vậy là hất Yugi đã sắp xuất hiện rồi, anh em sẵn sàng chưa kìa? Hãy tạm dừng cái việc xây lại đi Tàu Hũ ơi, tụi nó sắp tới rồi đó. Trời ơi, tao chưa xây được cái hang. Trời ơi, sao mày chưa xây được cái gì bảo vệ gì hết trơn vậy? Thằng Jack thì mới có chút xíu à. Trời ơi, chỉ có cái nhà mình là xịn sò thôi mọi người ơi. Ồ, Abi cũng đang xây kìa. Nhưng mà thời gian không chờ đợi ai đâu, tụi nó sẽ tới đợt đầu thôi. Anh em ơi, hình như tụi nó sắp tới tấn công nhà của Abi đầu tiên nè. Các bạn hãy nhìn nè để xem thử căn nhà Abi có thể bảo vệ được Abi khỏi những cái con hất kêu. Ôi, nó tới rồi kìa. Ôi, đông quá vậy. Trời ơi, tụi nó đang vô kìa, để xem thử. Ôi chết rồi, như cái ôi chết rồi, tụi nó bay qua cái nước đi ăn giả luôn kìa. Ôi, mấy con kia nó có làm được gì mấy con này không? Ôi, nó hất tung rồi. Ôi rồi, sao luôn, mấy cái này không có làm được gì rồi Abi ơi. Chết rồi. Ôi, nó vừa bị hất tung kìa. Trời ơi, mấy con cừu gì đây? Ồ, Abi có xây dựng những cái con cừu để bảo vệ cái nhà cừu Abi các bạn ơi. Để xem Abi có thể sống sót qua đợt hất Yugi dung nham này không nha mấy bạn. Ôi, tụi nó vẫn đang tấn công mấy con cừu kìa. Cố lên Abi, cố lên. Ôi, công việc cái nhà Abi nhìn dễ thương. Ôi các bạn nhìn kìa, cái căn nhà Abi đã bị tụt máu bớt rồi kìa. Trời ơi, ôi hình như nó hồi máu lại rồi. Abi đã vượt qua cái đợt hất Yugi đầu tiên rồi các bạn ơi. Ôi, mấy con cừu này để có thể bảo vệ được Abi rồi. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua nhà đứa tiếp theo xem thử có thể bảo vệ qua đợt này không nha. Được rồi, lần này là tới nhà của Tàu Hũ các bạn ơi. Để xem Tàu Hũ lần nào chọn cái mặt ngu chứ kìa, để xem nó có thể vượt qua những cái con hất Yugi lần này không nha. Lần này chỉ là mới là lần đợt đầu tiên đó. Ôi, tụi nó bắt đầu vô kìa. Ôi cái gì kìa. Ôi, tụi nó bị tưng kìa, Ôi, tụi nó thông minh chứ kìa, tụi nó vượt qua được lava luôn kìa. Ôi, đội quân Tàu Hũ tấn công kìa. Ôi. Trời ơi, nhà Tàu Hũ bị đánh quá trời luôn các bạn ơi. Nhà Tàu Hũ, nhìn nhà Tàu Hũ mất máu quá trời luôn kìa. Ôi. Nhà Tàu Hũ quay lại đây, trời ơi, đứng đây luôn. Trời ơi, còn. Ôi, rồi xong luôn, nhà Tàu Hũ đi rồi các bạn ơi. Ông nhà của tôi ơi, trời ơi. Tàu Hũ thua rồi các bạn ơi. Rồi luôn, Tàu Hũ mất nhà luôn rồi các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ là còn chỉ còn nhà mình Jack với lại Abi thôi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ để xem Jack có thể vượt qua thử thách này không chứ. Coi thấy Tàu Hũ là đi cái nhà rồi đó. Mới màn level 1 thôi mà đã đi rồi, huống gì còn level 2, level 3 nữa. Trời đất ơi, được rồi, để xem nhà của Jack chống chọi như thế nào đây. Ôi, tụi nó bắt đầu tới nhà thằng Jack rồi kìa các bạn ơi. Ôi, tụi nó tấn công vô rồi kìa, tụi nó tấn công vô rồi kìa. Ôi, để xem lần này tụi nó có thể đi qua. Ôi, tụi nó bị dính bẫy, tụi nó xoay rồi kìa, nó xoay. Rồi, sắp vô rồi. Rồi xong cái nhà thằng Jack luôn các bạn ơi. Ôi, trời, đánh kìa. Ôi, tụi nó bị cái gì? Ôi, tụi nó bị cái mạng nhện hút vô kìa các bạn. Ôi. Wow, hình như mình thấy Jack thành công rồi các bạn ơi. Mặc dù chỉ còn nửa máu thôi nhưng mà nhà của Jack vẫn sống sót, thì xíu nữa máu của Jack sẽ được hồi lại. Không biết có được hồi không đây. Nhưng mà ít ra là hơn Tàu Hũ, nhà Tàu Hũ nát bấy kia rồi. Xíu nhà Tàu Hũ được hồi lại không vậy? Không, nhà mày đi rồi. Ôi, được rồi các bạn ơi. Vậy là bây giờ sẽ tới nhà cuối cùng của mình để xem thử có bao nhiêu người có thể vượt qua được thử thách này nha. Ok, bây giờ tới nhà của tôi thôi. Trời ơi, mình hồi hộp của các bạn ơi. Nãy giờ mình gáy đến khi nhà mình mà thua một cái là không xong luôn. Trời ơi, coi xem thử. Ôi, hình như tụi nó sắp tới rồi kìa các bạn ơi. Tụi nó tới rồi kìa. Ôi, tụi nó bị cái quạt đẩy. Trời, tụi nó vượt qua cái mê cung dễ dàng vậy. Trời ơi, một cái. Trời ơi, tụi nó bị kẹt trong mê cung rồi, tụi nó bị đụng. Ôi trời, không xong rồi. Rồi. Ở đây cái nước của mình nó có tác dụng rồi kìa các bạn ơi. Cái nước của mình xịn chưa? Ôi, chết đi. Trời ơi, đi qua cái laser này mới khó nè, không phải dễ đâu nghe. Trời ơi, khó nè. Ôi chết rồi. Ôi, đánh đi. Trời, nó bị đụng. Ôi, cố lên. Mũi tên. Ôi chết rồi, không xong rồi. Đúng rồi, đập đi. Chết rồi.
nó đánh nhau mình kìa. Mày về kỳ cục vậy? Tao bị đù, nó bị đù có lên. Rồi con này mới coi. Luôn rồi. Ơi nhà của tôi. Nhà của tôi không được. Yeah, chiến thắng rồi. Trời hên quá, còn nửa cây giống thần giác các bạn ơi, may quá. Trời ơi, mới level 1 thôi mà đã đầu tiên vậy rồi, chắc chắn level 2 chúng ta sẽ phải nâng cấp thiệt là nhiều nhà an toàn hơn các bạn ơi. Không được rồi. Vậy là chúng ta phải nâng cấp. Ôi, tàu hổ ơi. Coi như là mày ra đi rồi mày thua rồi, bây giờ cho mày phải phụ tao đó tàu hổ. Không chịu, mày chơi. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta phải nâng cấp cái nhà của mình thôi để đến với cái con hất Yugi tiếp theo các bạn ơi. Các bạn ơi, mình vừa có một ý tưởng vô cùng tuyệt vời, đó là mình sẽ đặt 5 cái khẩu pháo ở đây, thì chỉ cần chúng ta đạp vô một trong những cái tấm này thì nó sẽ tự động bắn ra cái cục này đó. Các bạn nhìn đây, nhìn này, đùng một cái, trời ơi nhìn đã chứ kìa. Này các bạn nhìn này, chỉ cần mình đạp vô thôi là nó sẽ bắn ra đó đó đó, nhìn nè, một nguyên một dãy súng luôn. Thì xíu nữa những cái con hất Yugi kia tới thì cái này nó sẽ bắn đùng 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 đùng. Các bạn có biết cái trò chơi mà Plan vs Zombie không? Đó, cái này nó giống như vậy vậy đó. Nhìn này, mình sẽ bắn lại cho các bạn xem một lần nữa nha. Đó, bắn nè, đó quả cầu này bay nổ ra nè. Ở bên này thì mình vừa nâng cấp thêm một cái hệ thống mũi tên bắn xuống nè. Các bạn cần đi ngang qua, nhưng mà đặc biệt là những cái mũi tên này nó sẽ mà làm mình có thể lộ ra nữa đó. Các bạn, mình sẽ bị lộ, mình sẽ bị đánh dấu. Còn cái này thì vẫn cái quạt như hồi nãy thôi. Không những thế, mình còn nâng cấp thêm những cái laser cấp cao hơn nữa đó. Mình sẽ bao quanh chỗ này, và đặc biệt chúng ta có 3 em gà vệ sĩ ở đây. Ờ, đây là gà, gọi là những con gà có học võ các bạn ơi, nên nó rất là mạnh, nó có thể đánh giỏi với mấy con hất Yugi kia luôn. À quên nữa, ở đây mình có đặt một số cái bẫy đây, mình sẽ mở cái bẫy này ra, chỉ cần cái này, chỉ cần những cái con kia đạp vô thì nó sẽ kẹp lại và tụi nó sẽ bị mắc ở đây. Để mình coi, mình mở hết chưa, được rồi, như mở hết trơn rồi đó. Vậy bây giờ mình sẽ điểm danh lại những cái bẫy của mình nha. Trước tiên khi đi vô thì sẽ dính cái quạt này thổi lên, sau đó rớt xuống dính cái gai này, đi qua đây thì sẽ bị cái mũi tên nó bắn xuống. Xong tiếp theo thì chúng ta sẽ bị ôi chưa gì nó bắn rồi. Mình nếu mà đạp vô mấy cái này thì những cái súng này nó sẽ bắn ra, còn không thì sẽ bị cái đại bẫy này kẹp lại. Đó, qua đây thì chúng ta sẽ dính gai, sau đó dính lại da xuống nước này thì tụi hất Yugi lava sẽ bị mất máu. Qua đây mũi tên lại bắn lên, sau đó lại rớt xuống dính vào đầu mình, sau đó bị dính tơ nhện, rồi gặp lại những con gà vệ sĩ. Rồi qua đây dính laser, sau đó muốn đánh được nhà mình thì phải vượt qua những cái chông gai ở đây các bạn ơi. Trời ơi khó chưa. Xong rồi, vậy là nhà mình tạm thời là có thể ok để mà chiến đấu với level 2 được rồi đó. Bây giờ để qua xem nhà tụi nó xem sao nha các bạn. Abi ơi, em xây xong chưa vậy? Em xây gần xong rồi. Ồ gần xong rồi, được rồi, để anh review thử cái nhà của em, cái mấy cái bẫy của em an toàn. Ôi trời ơi, cái này là nước mà còn có gai nữa kìa các bạn ơi. Cái này là gì nè? Ủa, cái này như là trượt băng bị trơn trượt á. Vô đây thì có laser. Ủa, cũng có mấy cái bẫy gấu giống mình nè. Ôi, cái này là cái gì vậy? Ôi cái này nhìn hay quá vậy. Cái này thì nó đi vô cái đi luôn. Thì nó sẽ chở mấy cái này xuống cái lava. Bây giờ để mình summon thử một cái con gà thì sẽ ôi trời, chắc nó bị gì vậy? Gọi cho con gà đi tới gần tới coi. Ôi, con gà bị bắt, sau đó thả xuống lava các bạn ơi. Trời ơi, Abi cái thông minh quá các bạn. Nhớ chấm điểm cộng cho Abi nha, và cũng đừng quên chấm điểm cao cho mình. Ok, ồ qua cái này là mấy cái cục cào. Quất hết một cái là tung bay này các bạn ơi. Mấy cục này nguy hiểm đó. Ôi, tưng một cái tưng luôn á trời. Ôi, ok, qua bên này là những cái bông hoa vậy. Ủa, bông hoa này sẽ làm cho mình bị khô héo. Còn bên này thì lại là những chú cừu bảo vệ. Trời ơi, cái mặt dễ thương cho kìa. Được rồi, tại vì nhà Abi cũng có vẻ xịn, cũng có thể là vượt qua được cái này, chứ không như nhà tàu hũ bên kia nó nát bấy rồi các bạn ơi. Thôi, bây giờ chúng ta qua coi thử nhà của thằng Chắc Viên nào. Ôi, đây là nhà Chắc Viên. Wow, chưa gì à, thấy một cái hệ thống phòng thủ rất là xịn rồi nha. Có mấy cái cục này nó rơi xuống nè. Ok, cái này là gì? Mũi tên bắn lên trời bên mình là. Ủa, cái này là gì? Cái này máy đốt hả? Máy đốt lửa các bạn ơi. Còn đây là những cũng là những cái bẫy. Ôi, bị kẹt vô luôn rồi. Ok, nhìn cũng có vẻ hay, nhưng mà quan trọng là thời gian đã hết rồi. Tụi hất Yugi sắp tấn công rồi các bạn ơi. Các anh em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Let's go. Trời đất ơi, hình như tụi nó tấn công nhà của Abi trước thì phải. Ơi, tụi nó xuất hiện rồi kìa. Ôi, tụi nó bắt đầu tấn công rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, hất Yugi lần này nó đông quá, đúng là level 2 mà các bạn ơi, đông quá nhìn lắc luôn rồi kìa. Ôi, tụi nó bắt đầu vượt qua cái gọi là cái trời đất ơi, tụi nó đang qua kìa các bạn ơi. Trời, nhìn tụi nó chật vật quá. Tính ra là Abi làm cũng hay phết, cái dòng sông này không phải không dễ gì mà qua đâu nha. Trời đất ơi, tụi nó sắp qua được rồi kìa, tụi nó bắt đầu hợp sức lại. Ôi, tụi nó bắt đầu vượt qua. Ôi, trời đông quá. Ôi, nó vẫn chưa bơi qua được. Ở dưới này còn có những cái gai luôn kìa các bạn. Ôi, tụi nó qua được kìa. Ôi trời đất ơi, một con. Ôi, mới có một con qua lại. Yên tâm, mới có một con thôi, không sao hết. Ôi, bắt đầu nhiều con qua nữa, tụi nó bắt đầu rối loạn rồi kìa, tụi nó bị trơn trượt tùm lum rồi. Ôi, tụi nó bị trơn dính vô mấy cái này, nó bị trơn quá mà. Được rồi, để xem thử tụi này có thể vượt qua những cái thử thách của Abi không nào. Trời đất ơi, tụi nó gần hết luôn rồi các bạn ơi. Có một con vừa bị bắt nè, trời ơi. Trời ơi, nó bị bắt ơi. Trời ơi, đúng là cái bẫy của Abi xịn liền mà, nó bắt dính vô trong luôn. Trời ơi, tụi nó kẹt một cục luôn rồi. Nhìn nó hài như vậy các bạn ơi. Nó bị mắc xong rồi, nó kẹt ở đây luôn rồi. Trời ơi, chạy là hết luôn rồi. Wow, ôi, chỉ còn một con bị kẹt ở đây thôi, xử nó luôn đi Abi. Ôi, xong nó cũng rớt xuống rồi. Ôi, vậy là chỉ mới ngang thử thách này thôi, còn chưa tới mấy thử thách này nữa mà. Những cái con hất Yugi đã chết hết trơn rồi. Tỉnh ra là Abi ghê đó hai ngang. Rồi được rồi. Ôi, những cái mặt còn dễ thương nữa. Sẽ thì lần này điểm Abi chắc chắn sẽ cao rồi. Bây giờ sẽ tới nhà của mình các bạn ơi. Tụi nó chuẩn bị tấn công mình rồi đó. Ôi, tụi nó bắt đầu tấn công nhà mình rồi các bạn ơi. Ôi, nó bay rồi. Bị bay rồi. Ôi, trời. Ôi, súng bắn ghê, súng bắn. Ôi.
trời ơi, súng bắn xa chứ kìa. Ôi, sao có con bay ra ngoài chết trơn luôn rồi. Ôi, tụi này nó bị chạy ra ngoài luôn rồi. Bye bye, nó bị lạc đường lạc hướng. Ôi, ôi chết rồi. Có hai con nó đang tấn công được. Ôi, mấy con. Ôi, nó chết luôn rồi. Ồ, vậy thì coi như mình có vẻ ổn rồi. Còn một con. À, đơn giản như đang giỡn các bạn ơi. Trời, con này nó bị lang thang rồi, tội nghiệp nó quá. Kệ đi. Các bạn thấy cái level 2 mà còn chưa si nhê gì huống gì. Trời đất ơi, bây giờ sẽ qua nhà thằng. Ủa sao còn một con ở đây vậy? Ơi, sao mày chết mày? Chết đi mày. Được rồi, để coi con này nó chết, sau đó mình sẽ qua tiếp theo nhà thằng Jack luôn các bạn ơi. Ôi trời ơi, súng nó bắn bay rồi, nó chết chắc rồi. Nó vẫn chưa đi hả? Ôi sống nè. Cái gì? Ôi, nó qua phá nhà tù vậy ơi. Nó qua phá nhà tù hay sao vậy? Ôi đúng rồi, đúng rồi. Trời, nhà tù nó nát bấy rồi mà nó vẫn qua nhà. Rồi nó chết luôn. Được rồi, bây giờ qua coi nhà thằng Jack thôi. Tụi nó chuẩn bị tấn công nhà thằng Jack rồi kìa các bạn. Ôi, những cái bẫy này có vẻ hiệu nghiệm. Ôi nó đè nè, nó đằng. Ôi trời. Ôi, tụi này bị dính bẫy của thằng Jack rồi kìa. Ôi trời, một đống nó bị buông lại ở đây để xem tụi nó có thể vượt qua được không. Ôi, tụi nó đang đẩy nhau. Chết rồi, nó bị dính rồi. Ôi ơi, có một con đã vượt qua được rồi này các bạn ơi, nó đi thẳng vô nhà thằng Jack luôn rồi kìa. Ôi, có con thứ hai rồi. Chết rồi, lần này có vẻ không xong rồi. Ôi ơi, có những con đang bị kẹt, tụi nó sắp vượt qua đó. Ôi, may quá tới gần thì thằng Jack đã may mắn thoát được. Ôi, để xem tụi này có thể vượt qua cái này không. Ôi, có một vài con đã vượt qua rồi kìa các bạn ơi. Ôi, tụi nó bắt đầu tấn công tới nhà thằng Jack rồi, chỉ còn cái mạng nhện và còn cái laser này thôi. Để xem thử những cái bảo vệ này có thể cứu thằng Jack ra khỏi những cái con hức gì này không. Ôi, một con qua được rồi. Không xong rồi. Abi ơi, anh thấy có vẻ như là nhà Jack đi. Ôi rồi xong rồi luôn thấy nhà Jack. Các bạn nhìn cái thanh máu dần nhà Jack đang giảm dần kia mấy bạn ơi. Rồi xong Jack ơi, Jack chơi gian lận nha, không được đụng tay. Ơi thằng Jack chơi gian lận nha, không tính nha. Thôi được rồi, cho qua đó, nhìn cái nhà thằng Jack chỉ còn nửa máu thôi các bạn ơi. Vậy là Jack gọi lại nha, cái nhà cần phải nâng cấp hơn nhiều nữa đó. Được rồi, bây giờ coi như là level 2 tụi mình đã vượt qua một cách dễ dàng. Bây giờ tới level cuối cùng mới căng thẳng nè các bạn ơi. Nghe nói là những con hức quy đó sẽ mạnh hơn và bự hơn rất là nhiều đó. Anh em sẵn sàng nâng cấp chưa? À, hồi nãy là level 2 tụi nó đã không thể vượt qua rồi, nên lần này mình không cần nâng cấp nhiều các bạn ơi, tại vì mình tự tin cho cái bộ máy của mình đã xây dựng. Mình chỉ thêm 3 con gà ở đây và mình thêm những cái quạt ở đây nữa thôi các bạn ơi. Chỉ cần đi vô tụi nó sẽ bị thổi. Từ để mình mở lại mấy cái bẫy này ra coi. Hồi nãy tụi nó nhẫm vô rồi, mở gà. Được rồi, để xem thử tụi bên kia nâng cấp cái gì coi. Ôi, thằng Jack nó nâng cấp bằng cách nó cho thêm những cái con cáo ở trước nhà của nó các bạn ơi. Ồ hello, những con cáo. Ồ đúng là cái mặt con cáo. Còn Abi, ôi trời ơi, Abi thì nâng cấp bằng cách cho những cái cục này nó bay cao, bay lên, bay xuống nè. Trời ơi, có vẻ mọi người rất là căng thẳng, mọi người rất là muốn thắng cái trò chơi này các bạn ơi. Thì các bạn hãy chấm điểm xem thử ai làm được cái nhà bảo vệ xịn nhất nha các bạn, để xem thử người nào là người giành chiến thắng nha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đến với con hất kiwi cuối cùng thôi. Ôi, hình như là lần này tụi nó tấn công nhà thằng Jack trước các bạn ơi. Các bạn nhìn kìa. Ôi trời ơi, mấy con hất kiwi lần này bự quá. Ôi trời, mấy con cáo của Jack không là cái gì luôn kìa. Mấy con cáo của Jack bị đánh chết tươi luôn rồi. Không xong rồi Jack ơi, cáo của ông yếu quá Jack ơi, không ổn rồi. Trời, lần này không biết mấy con gà của mình bên kia có thể chống chọi nổi không nữa. Hên là tụi nó học võ. Được rồi, tụi nó đang đánh mấy con cáo rồi. Thôi để xem tụi nó sẽ làm gì tiếp theo đây. Ôi, rồi xong, tụi nó bắt đầu tấn công rồi kìa. Trời ơi, tụi này bự quá. Được rồi, để coi. Ôi, tụi nó đã vượt qua cái bẫy. À, lần này nó bị kẹt lại rồi. Được rồi, đi coi. Ôi, nó đẩy nhau qua kìa. Trời ơi, lần này tụi nó thông minh quá vậy. Trời đất ơi, có hai con đã vượt qua được rồi kìa các bạn ơi. Tụi này mạnh quá. Ôi, có những con này đang bị kẹt lại rồi. Hai con này để xem tụi nó có thể làm nên trò trống gì không. Ôi, chắc nó đang làm gì vậy? Trời, có hai khẩu pháo ở trên kia luôn, ghê quá vậy. Ôi, trời ơi, nó bắn súng kìa, hay quá vậy. Ồ, cũng hay đó chứ. Trời ơi, Jack lần này nó có cái khẩu pháo thủ công luôn kìa các bạn ơi. Đúng vậy. À, cũng ghê phết đó. Rồi, ôi, tụi nó bị tưng lên rồi kìa. Ôi rồi, không xong rồi, chết rồi. Ôi, nhà của Jack còn một nửa máu rồi kìa các bạn ơi. Ôi, không xong rồi, không ổn rồi. Ôi rồi. Ôi không, nhà của Jack nổ rồi. Rồi xong luôn, nhà của Jack bị phá hủy rồi các bạn ơi. Vậy là bây giờ chỉ còn nhà mình với nhà Abi thôi. Thôi để xem tụi mình có thể chống chọi lại. Trời, con này nó trâu quá, giờ nó vẫn chưa chết luôn kìa. Để xem qua nhà Abi xem các bạn ơi. Trời ơi, tụi nó đang tấn công nhà của Abi này các bạn ơi. Trời ơi, tụi nó đang rất là loạn xạ luôn rồi. Ôi, có mấy con nó bị bắt đúng rồi kìa. Ôi, nhưng mà lần này mấy con hất kia lửa này, lần này nó rất là bự luôn. Trời đất ơi. Ôi, nó đang vượt qua đó. Ôi, nó lại bị bắt nữa rồi kìa. Trời ơi, tụi nó. Ôi, nổ luôn rồi. Trời ơi. Ôi, vậy là tụi nó phá bẫy của Abi hết trơn rồi. Cái xe bị hư rồi kìa. Chết rồi. Không ổn rồi. Ôi, tụi nó đang đánh nhau kìa. Trời ơi, mấy con cừu nó đang đánh giúp Abi kìa. Ôi trời. Nhưng mà lần này hết chiêu ghi nhiều quá trời luôn. Ôi trời, có mấy con nó bị đứng yên, nó bị đù một con. Ôi, nó đang đánh nhau quá trời kìa. Chết rồi, cừu của Abi chết hết trơn rồi. Ôi không, không xong rồi. Ôi, nó bắt đầu tấn công nhà của Abi rồi các bạn ơi. Ôi không, chỉ có hai con thôi, còn mấy con kia nó không cần đánh luôn các bạn ơi. Nhưng mà nhà Abi nó tụt thanh máu liên tục rồi. Rồi xong, Abi tạm biệt luôn. Tạm biệt con cừu của ta hôm nay. Bye bye, hết thanh máu rồi. Rồi luôn, nát mất tiêu luôn rồi. Vậy là Abi và Jack đã thua rồi các bạn ơi. Chỉ còn căn nhà của mình, không biết căn nhà an toàn của mình nó có thể vượt qua được những con hất kiêu ghi bự bự này không nữa. Thôi đi gọi, nhanh lên, mình hấp và mình mong chờ qua, nó hấp dẫn qua đây thôi. Trời ơi, tụi nó đang tấn công nhà mình này các bạn ơi. Mấy con gà của mình nó đang bảo vệ. Trời ơi, có con. Trời ơi, cái con này nó làm cái gì vậy? Ai cho người bước đây, cái thằng
chơi thân cái thành của nhà tao. Mày chơi ăn da các mày. Ôi ôi, ôi tụi nó vượt qua được. Ôi ôi. Trời ơi mấy cậu xuống pháo của mình đang bắn này các ơi. Ôi một con bị dính vô bảy gấu rồi. Ôi cái con này nó bị dính mũi tên. Ôi à chết mày nè con, chết mày nè con, chết mày nè con. Ôi bắn bay lên. Ôi con này vẫn chưa chết. Ôi ôi có con. Ôi ôi không, nó vượt qua rồi kìa. Ôi 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 không, ôi không, ôi không, ôi không. Ôi con gà chết luôn rồi. Trời ơi cái nhà tôi đang bị đánh kìa. Ôi ôi chết rồi, nhà tôi không được chết. Nhà của tôi. Ôi 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 trời ơi bay qua nhà mình còn đúng nữa máu các bạn ơi. Bay qua bay qua. Trời ơi đằng này vẫn còn mấy con nữa các bạn ơi, nó vẫn đang tiến tới để phá cái nhà mình rồi. Hy vọng là nhà mình không sao. Ôi con này sao đi vô để cái pháo tao bắn mày đi mày. Mày sao mày bị kẹt một con vậy? Trời con này nó bị kẹt rồi. Con này bị kẹt rồi. Ôi kệ rồi. Trời mấy con này nó vẫn đang tấn công vô cái nhà mình các bạn ơi. Để coi tụi nó có thể vượt qua được không? Ôi tụi nó đã vượt qua được rồi các bạn ơi. Tụi nó đang tiến tới kìa. Trời ơi nhà của mình chỉ còn nửa máu thôi. Ôi ơi không xong rồi, không xong rồi. Có lên, có lên. Ôi nó đang bị kẹt. Ôi ơi, nó đang tấn công nhà mình hay sao vậy? Trời ơi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không được, không được, phải chết đi. Không được, không được, không được, không được. Ôi ôi ôi, có lên. Ôi nó đang đánh nhà mình. Đừng, đừng, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Ôi trời ơi, các bạn nhìn nhà mình kia còn đúng một thanh máu luôn. Vậy giờ ok, hình như là mình đã thắng rồi các bạn ơi. Ôi, hình như còn một con ở đây nhưng mà như nó bị đùa. Xuống dưới đi mày, xuống dưới chết đi mày. À, vậy là mình chiến thắng rồi, coi như tôi chiến thắng rồi nha mọi người. Ôi, mọi người đó hết mất tiêu rồi. Mình chiến thắng rồi. Ok. Vậy là căn nhà mình vẫn còn nguyên vẹn các bạn ơi. Còn nhà của tàu hũ đã chết, nhà A Dắt cũng nổ, nhà A Bị cũng nổ tan tành luôn. Vậy là những khẩu pháo của mình, những cái bảo vệ của mình đã thành công rồi. Ok, mà nếu các bạn thích video này thì quên để lại cho mình một like, một subscribe cũng như cho mọi người trong Sinh Tố Team nha. Và cũng đừng quên chấm điểm ở dưới là Tô Gà có cái căn nhà an toàn xịn nhất, tại vì mình đã xây dựng một căn nhà nó không thể cản phá được rồi. Ok, tạm biệt mọi người nha. Bye bye.